Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Sơn Đủ. Mình là Sơn đây. Và các bạn thấy rằng là ngay ngày hôm nay đã có một sự thay đổi rất là đặc biệt ở trong video của mình. Đó chính là mình đã có một cái background hoàn toàn mới. À, thực ra không phải, không phải là background mới mà nó chỉ đơn giản là một cái góc quay mới của mình mà thôi. Thì mình đã có một số bạn sắp xếp lại cái căn phòng của mình và để cho mình muốn là một có một cái góc nhìn nó thật là mới và nó có vẻ nó sẽ là góc nhìn nó thú vị hơn một chút. Đấy thì mình rất hy vọng các bạn sẽ thích cái góc nhìn mới này của mình và hãy tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa ở trong những video lần sau nha. Và cũng đừng quên là hãy nhớ hãy vào fanpage của mình. Địa chỉ fanpage của mình sẽ hiển thị ở trên màn hình cũng như là cái địa chỉ để các bạn có thể gửi cho mình tin nhắn qua Facebook. Và các bạn hãy nhớ nhấn like, follow fanpage của mình để có thể cập nhật những thông tin mới nhất của mình. Và hãy đón xem mình livestream hàng ngày từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối nha. Ok, và như các bạn đọc đề video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video reaction về thử thách nắp chai, hay tiếng Anh là bottle cap challenge. Đây là một cái thử thách mà mọi người sẽ có một cái chai như thế này và sẽ vặn lỏng cái nắp chai một chút, sau đó là họ sẽ dùng chân họ sẽ xoay và họ đá cho cái nắp chai này nó sẽ bay bạn nó bởi gì đó sẽ bay ra ngoài đó, nó sẽ như thế. Thì trên thế giới đã có rất nhiều người làm cái thử thách này, cả những người nổi tiếng lẫn những người bình thường. Thì có lẽ là các bạn xem rất là nhiều nơi mà những người nổi tiếng làm rồi, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn xem những cái gọi là thử những cái video mà người ta làm thử thách này mà nó có yếu tố cực kỳ thú vị, cực kỳ hài hước và chúng ta không thể đoán trước được họ sẽ làm như thế. Và hãy chờ xem đến cuối video nha, mình cũng sẽ thực hiện cái thử thách này các bạn ạ. Các bạn nói xem mình có thực hiện được cái thử thách bottle cap challenge này thành công hay không, hãy bình luận bên dưới để cho mình biết nhá. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với video đầu tiên. Đầu tiên đây rồi, chúng ta đang có một thì đây một ông có vẻ khá là lực lưỡng các bạn ạ, nhìn người có vẻ rất là đô con, đang trong tư thế gọi là chuẩn bị chiến đấu rồi. Áo thì áo quả dứa, mình cũng không hiểu tại sao áo quả dứa luôn, nhưng mà chúng ta hãy cùng xem ông ấy sẽ đá cái chai như thế nào. Có vẻ chai này đỉa khá là cao các bạn ạ, xem thử như nào nha. Ủa, what the fuck, hóa ra là như vậy các bạn ạ. Hóa ra là ông ấy chỉ giả vờ là đá bằng chân thôi, nhưng thực ra là cái mấu chốt là ông ấy rút cả cây súng, cây hàng to và dài của ông ấy ra, ông ấy nhắm một phát thẳng vào nắp chai và boom, nắp chai bay ra luôn. Hai được, đỉnh cao đấy. Tiếp theo chúng ta đang có ở đây đó chính là một có vẻ như là một cái anh chàng mà đang cosplay, đang đóng vai cái con Stormtrooper ở trong bộ phim Star Wars chiến tranh giữa các vì sao, để như mình nhớ tên như vậy. Và để xem rằng là cái anh chiến binh Stormtrooper này có thể đá được cái nắp chai không nha. Mà sao mình thấy cái nắp chai này nó có vẻ hơi kiểu kín kín nhỉ. Nắp chai này nghĩ là đâu nó có thể dễ đá được đâu ta. Cái này phải dùng cái mở nắp mới làm được mà. Đâu, để xem thử nhau nha. Rất ngầu. Let's go. Woo! Ok, nice try. Rất có cố gắng các bạn ạ, có cố gắng. Ê, lúc đầu chắc là kiểu ngầu không? Nhưng mà đá cũng không đúng kiểu đá đâu mà. Weep! Mà rơi, cái này là cái máy quay để ở sau mà nó cũng bị chấn động và nó cũng ngửa lên trời luôn. Hay vậy. Video tiếp theo về cái thử thách bottle cap challenge, chúng ta đang có một cái gì đây, đây chỉ là một cái chai thôi và mình chưa thấy có một người nào cả. Bình thường là những video này có một người đứng ở phía trước mặt và có cái chai, nhưng mà không có người. Vậy thì thế nào đây? Một chiếc xe máy. Ô, mô tô. Ô. Ôi, đừng bảo là ông sẽ quay bánh xe sau nha. Shit. Ông có thể xuống xe ngồi đứng ngay ngắn cho tôi lại được không? Không thể tin được là có thể bác kỹ năng điều khiển mô tô thế này thì còn gì chơi gì nữa. Đi xe bằng một bánh trước. Chổng, cái này là không người ta hay bốc đầu, để ông này bốc đít và bốc đít mà ông ấy điều khiển được cái đít xe, cái bánh sau xe để mà có thể văng băng trúng vào cái nắp chai.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một anh chàng có vẻ gương mặt có vẻ khá là điển trai. Và theo như mình nhìn đây ở cái chai này có chữ Hàn Quốc. Có lẽ là anh này là người Hàn Quốc các bạn ạ. Rồi, riêng cái tầm Hàn Quốc á, là những cái trò chơi game hay là những cái trò thử thách này là cực kỳ đỉnh cao luôn. Cực kỳ gọi là xuất chúng luôn. Để cùng xem anh ấy làm nhau nha. Oh, ok, rất ngầu, băng đeo băng đầu. Nhảy lên, xoay một vòng trên không. Wow. Ôi ngầu quá anh ơi, ôi anh ơi. Các bạn biết không, bình thường nha, bình thường những cái chai như này này mà muốn đá thì người ta đã phải vặn ra rồi. Vặn ra hơi hở rồi để mà có thể đá phát là nó sẽ văng ra luôn. Đó, nhưng mà với anh chàng này đá một cái bình không phải là cái chai này. Và anh nghĩ cái nắp chai đang rất là chặt. Không thể, anh nhảy lên một lần, xoay một vòng. Trên không, anh ấy xoay thêm vòng nữa và anh ấy đá. Cái nắp chai nó... Wow, mặt ngậu đùa. Cái này, quá đỉnh. Tôi thật sự đỉnh cao quá ạ. Thế này càng lúc mình càng thấy xấu hổ cho cái là cái thử thách, cái video mình quay thử thách các bạn ạ. Nhớ đến cuối video này các bạn sẽ được xem là mình sẽ chơi cái thử thách này như thế nào các bạn. Video tiếp theo nó đang là có một cái chai ở trên sàn và trong cái chai là trong gara các bạn ạ. Và có một cái ô tô đang ở phía trước và có vẻ như là đang lùi lại. Ê. Cái vụ mô tô thì mình hiểu nha, mô tô có thể điều khiển được cái bánh để hất vào cái nắp chai. Nhưng mà bây giờ với cái ô tô như thế này thì làm sao có thể đẩy nắp chai được? Xem để biết nha. Ồ, xe đổi lại và xe Audi. Dừng lại. Rồi sao nữa? Rất sáng tạo, vâng, rất sáng tạo. Người lái xe Audi này lùi xe lại và đến đúng cái mức, đến đúng cái điểm này. Có người quay phim bảo stop, dừng lại và sau đó thì dồ ga. Không biết cái này dồ ga của xe máy rồi bạn, mô tô rồi. Dồ ga bằng cách mình không biết dồ ga trong xe ô tô như nào các bạn ạ, mình không biết đi ô tô. Dồ ga lên một cái và phùng, lớp khói nó sẽ phun ra. Đợi chúng ta xem lại nào. Lùi về đó. Stop. Ồ, hold stop từ trước nha và dừng lại đúng lúc mà. Hai. Không ngờ là xe Audi có khả năng là chơi cái thử thách này luôn các bạn ạ. Ghê thật. Hãng xe ô tô Audi nhớ quảng cáo, xem video này thì nhớ tài trợ cho kênh của Sơn Đùng nha. Video tiếp theo với thử thách Bottle Cap Challenge. Ở đây chúng ta có một, lại có lẽ là một người đang cosplay một nhân vật nào đấy. Mình nhìn có vẻ khá quen các bạn ạ. Hình như là xuất hiện trong một siêu nhân gì đấy. Hình như là mình nghĩ nó có vẻ rất giống Kamen Rider các bạn ạ. Mình không biết đây đúng là Kamen Rider nào không, được cùng xem nha. Ok, với cái mặt này thì có phải là Kamen Rider không các bạn? Mặt này có phải là mặt của một Kamen Rider hay không? Nếu mà bạn nào đúng là Kamen Rider thì các bạn hãy bình luận cho mình biết tên của Kamen Rider này ở dưới phần bình luận nha. Mình thì mình không biết, hoàn toàn không biết luôn, mình không có xem Kamen Rider các bạn ạ. Rồi xem nào. Wow, nice. Ngầu, được, vâng, rất tuyệt vời. Sao đó. Vâng, và kết thúc video anh ấy rất là ngầu, giơ ngón tay trỏ lên thể hiện mình là số 1. Được, ghê, xịn, xịn đấy. Tiếp theo ở trong thử thách Bottle Cap Challenge, thử thách nắp chai, chúng ta có vẻ như là đây là hai người Hồi giáo hay Ấn Độ các bạn ạ. Với cái khăn ở trên đầu, cái phụ nữ khăn kín mặt này thì mình nghĩ là chắc là bên thuộc kiểu Ấn Độ rồi. Ồ, hãy xem người Ấn Độ làm thế nào nha. Ok, cô ấy để cái chai trên đầu của anh chàng này. Ây à, mình thấy có vẻ không ổn rồi nha. Cô ấy sẽ đá. Ôi. À, ôi. À. À. Oh shit, có slow motion nó mới đau không? Ôi, là một người đeo kính, mình cảm thấy nỗi đau của anh chàng này. Vừa bị đá vào mặt lại còn bị cái kính nữa các bạn ạ. Đây cùng xem lại nào. Cái kính của anh ấy sẽ bị tổn thương ở phần gọng rất nhiều luôn. Má, mặt thì tươi cười nhưng mà một giây sau thì chuyện đó không ai ngờ. Xoay lại và... Ish, à, bùm, cái kính. Ây ơi ơi, đau, ôi ôi là. Đây, tại mình thấy cái ngón áp út được cái con cái nhẫn này các bạn ạ. Như vậy là đây là hai vợ chồng rồi. Rồi ôi. Ôi, lại còn cười, hô 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 nữa chứ. Ây.
Rồi, chắc chắn các bạn nha. Nếu bạn nào mà có bạn gái mà bạn gái muốn làm thử thách bottle cap challenge kiểu này thì bảo cho nó bỏ đi nha, bỏ ngay đi nha. Wow, anh có một cái kiếm. Và ơi. Chém và wow, vâng, bottle cap challenge bằng cái kiếm các bạn ạ. Kiếm chém đứng rất ngầu, bình tĩnh. Chém xoẹt qua một cái và nắp chai bay ra ngay. Tiếp bên ở thử thách bottle cap challenge, hãy qua bên Nhật và đến với cùng một cô gái. Và cô gái này mình đang thấy là cô ấy có vẻ như không trong một cái tư thế nào là chuẩn bị đá cả. Vậy là sao ta? Hãy cùng xem nào. Cô ấy đang chỉ tay lại thành cái wow. Vâng, bạn nào xem Naruto chắc chắn biết đây là đòn thế gì rồi. Với để tay dài và chọc một phát từ dưới lên trên. Và các bạn biết là ở dưới là đâu rồi đúng không? Wow, và cô ấy đã sử dụng rất thành thục cái đòn này và để bay luôn cả cái nắp chai ra ngoài. Các bạn biết mà cô ấy mà dùng đòn này vào trong hoàn cảnh thực tế mà cái đòn này phải sử dụng thì không biết đòn thế nào nữa. Tiếp tục ở đây là một cô nàng người Nhật khác thì phải. Và cô ấy đang chạy lấy đà. Đang rất slow motion. Cô ấy ở đây, chai bên này. Cô ấy bám vào cái dây. Cô ấy đu sang và tung chân trái bùm đá vào cái chai và xong nó chạy ra bay wiu ra đáp xuống rất cool ngầu. Yeah, và cuối video yeah. Và đây rồi, trước chúng ta đang là một cái tuyết cái đánh răng Aqua Fresh. Đây có thể tuyết cái đánh răng này mua ở bất kỳ một tiệm Vinmart hay Showcase nào cũng có. Và đã có một anh chàng có vẻ như là đang mặc bộ đồ kiểu nha sĩ các bạn ạ. Với tuyết cái đánh răng này mình nghĩ chắc là nha sĩ rồi. Anh ấy đang nhìn vào tuyết cái đánh răng. Ồ, tập văn bản trên tay. Vâng, và chúng ta đang đến tiết mục là chính là tải video. Vâng, video đã bị lag rồi. Sau khi hết lag là ngay lập tức ném cái tập văn bản trên tay ra. Chuẩn bị đi thân. Rất bình tĩnh, rất chậm rãi, rất slow motion. Rồi sao nữa, anh sẽ làm gì đây? Anh sẽ làm gì? Đang nhắm rất kỹ. Đúng rồi, nhắm rất kỹ. Và tiến lên một bước. Quay người và ê, đúng rồi, hay. Đây là một cái rất là mới cho thử thách là đắp chai các bạn đã ghi cái không đá chai nước mà đá tuyết cái đánh răng. Và vâng, tất nhiên rồi là một nhà sĩ. Anh ấy phải lấy cái bàn chải và và anh ấy sẽ ngay lấy ngay cái đánh răng của tuyết đó và đánh răng ngay các bạn ạ. Vâng, vâng. Đến đạt. Vâng các bạn ơi, và đây sẽ là video cuối cùng trước khi chúng ta xem Sơn Đù làm thử thách là như thế nào. Đây là tôi nghĩ rằng là rất nhiều bạn sẽ nhận ra đây là nhân vật nào. Đây chính là nhân vật tên tiếng Anh là Donnie Yen, hay tên tiếng Việt mà các bạn hay gọi đó chính là Trương Tử Đơn. Đây, ông này ông ấy đã từng đóng xuất hiện trong những bộ phim mà mình nhớ gần đây nhất chính là bộ phim Diệp Vấn các bạn ạ. Mình nghĩ là các bạn ai cũng biết ông này rồi. Khả năng võ thuật ông này gọi là siêu đỉnh. Và ông đấy cũng làm thử thách bottle cap challenge này. Và ông ấy bịt mắt lại để ông ấy làm thử thách. Nhảy ra đá đi luôn. Cười, nụ cười thỏa mãn. Thôi thế này ông, thế này thiếu nhân nhất ở nhất ông rồi. Ông thế này ai chơi với ông nữa rồi. Ôi, người ta phải mở mắt để ra. Ông bịt mắt lại, ông nhảy lên ông đá cái luôn. Thế thì ai chơi nữa. Thôi thế này thôi, càng lúc thế này ông ấy mình xem này xong. Mình không muốn cho các bạn xem cái của mình đâu. Thôi thì dừng nào thì mình cũng sẽ phải cho bạn xem thôi. Ok, đây vào đây Sơn Đù làm tech bottle cap challenge. Đây là đánh Sơn. Mai tay Sơn à. Đây Sơn. Từ đi để mà còn dài nữa không về tí nữa. What? Mọi người thấy hết rồi anh ơi. Đâu nhờ? Đây. Trên đi cầm á. Ôi. Kẻ cao quá, cắt xuống đi. Rồi thế nào? Được, để căn. Okay. Thường thường người ta mang giày ấy là chơi chứ không đâu. Tạo ra tí không? Ui, ướt hết rồi. Ướt hết luôn rồi. Ướt dính mặt trên đi em vậy? À đây, dính mặt trên đi này. Ôi các bạn ơi, và như vậy là đấy các bạn đã xem ở đây. Nói chung là mình không có giỏi với chuyện này lắm các bạn ạ, nên là đành phải như vậy thôi. Ôi các bạn ơi, video ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc thôi. Nếu các bạn thích video này và mình tiếp tục làm thêm nhiều video hơn nữa
về những cái thử thách mà đang trào lưu ở trên thế giới, thì các bạn để cho video này một like, cho mình một subscribe đăng ký để bạn là người mới. Và đừng quên là hãy nhấn vào nút cái chuông để có thể được những thông báo mới nhất từ kênh Sơn Đủ nha. Và đừng quên là hãy vào fanpage của mình, sẽ được hiển thị ở trên màn hình, đường link hiển thị ở trên màn hình ở phần mô tả và phần bình luận luôn. Hãy vào đó cho mình một like, một follow để có thể cập nhật những tin mới nhất của mình, cũng như là xem mình livestream hàng ngày vào 7 giờ tối đến 10 giờ tối nha. Ok, được rồi các bạn ơi, rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình là Sơn Đủ và chúng ta gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.